Thưa quý vị, giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh có một cửa hàng đặc biệt chuyên nhận đổi túi ni lông lấy nông sản nhằm lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường và hỗ trợ tạo cơ hội việc làm cho người yếu thế, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần mang 2 kg túi ni lông đã làm sạch đến sẽ được đổi lấy nửa ký nông sản như rau, củ, quả. Đó là dự án đổi túi ni lông lấy nông sản do chị Phạm Thị Kim Hằng, 26 tuổi, sáng lập. Nhưng hiện tại do cô gái khiếm thị Ngô Thị Phương Linh cùng một bạn khiếm thị khác vận hành. Với mong muốn kêu gọi hạn chế sử dụng các sản phẩm dùng một lần hoặc các chế phẩm từ nhựa và tái chế ni lông, nhóm bạn trẻ thu gom túi ni lông đã qua sử dụng, túi giấy, ống hút loại to từ 10 giờ đến 18 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần tại cửa hàng Sống Xanh Limark ở số 353T đường Nguyễn Trãi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cửa hàng đặc biệt không rác thải, hoạt động với hình thức trao đổi, mua bán các hàng hóa xanh thân thiện với môi trường. Với cái mục tiêu, cái thứ nhất là tăng nhận thức cho mọi người về việc bảo vệ môi trường, hướng đến một thành phố không rác ni lông. Tiếp theo là hỗ trợ lương thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội việc làm cho người yếu thế, người khuyết tật có thêm được cái cơ hội việc làm. Tụi mình có thu gom ni lông nhưng mà tụi mình sẽ tái chế và tạo ra một cái vòng đời mới cho ni lông từ những cái đồ tái chế như là bình nhựa hoặc là ống hút nhựa gì đó. Tất cả túi ni lông, túi giấy được các bạn thu gom, phân loại, cắt nhỏ và đem đi tái chế thành những sản phẩm thủ công như túi thun, túi đựng laptop hay túi để bút. Ngoài ra, túi ni lông sau khi thu gom sẽ còn chuyển đến các bạn khiếm thị ở làng May Mắn để gia công, hỗ trợ việc làm cho những bạn khiếm thị. Riêng đối với các túi ni lông phân hủy, cửa hàng sẽ thu gom và chuyển cho một công ty sản xuất bao ni lông phân hủy sinh học để đưa vào quy trình sản xuất và tiếp tục tái chế các túi đựng rác. Khi mà tôi đưa những cái túi ni lông này đến để đổi nông sản về, cái thứ nhất là tôi sẽ kiểu như là giảm được cái số lượng mà túi ni lông mà tôi sử dụng hàng ngày, đổi về những cái nông sản sạch, giúp mình cuộc sống, giúp mình có được thêm những cái nguồn thực phẩm xanh. Đây chính là một trong những cái cách thức mà giúp cho bảo vệ môi trường cũng như truyền đi những cái thông điệp tích cực, giúp cho người dân, đặc biệt là những người trẻ như tôi có thể nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Phương Linh và các bạn còn thường xuyên tổ chức các chương trình đổi chai nhựa, chai thủy tinh, can nhựa. Đặc biệt, khách đến đây còn có thể tiếp cận nhiều mặt hàng xanh được sản xuất từ thiên nhiên và đều được làm thủ công bởi bàn tay của trẻ em khuyết tật của nhà May Mắn. 80% lợi nhuận của cửa hàng không rác thải này sẽ được dùng để trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hơn hết, điều đáng trân quý ở Phương Linh cùng mọi người đó là đã và đang duy trì những hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực, góp phần tác động tích cực đến môi trường cũng như ý thức người dân trong cộng đồng hướng đến lối sống xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.